Vâng, xin chào anh em nha. Thì chiều hôm nay shop em review mẫu là cam ghi 1988 beo chạy nha anh em. Thì cái mẫu này rất là đi rất là ok luôn, rất là đầm chắc. Dòng này nó bản 4 máy nha anh em, 4 máy cho nên đi rất là lợi xăng và nó đỡ bị bệnh vậy. Còn mấy dòng mà V6 đi nó hơi heo xăng thế anh em. Thì lâu lâu em mới mua được một con cam ghi như thế này, em mới review cho anh em xem. Thì anh em nào ưng hợp nhãn được thì mình đến ha. Thì cái con này nó đồng sơn rất là đẹp nha anh em, mình quay dưới nè. Anh em nhìn là rất là đẹp ha. Đồng sơn chắc chắn, bốn cái vỏ lớp mới luôn nha anh em. Lớp này cũng còn khoảng 70% ha. Mâm đúc này anh em muốn đẹp thì sơn lại chút xíu nữa. Hẳn ghê nha. Nói chung là mấy con này đẹp. Kính nè, kính đẹp lắm. Đăng kiểm tới tháng 5 2021 nha anh em. Để quay sơ bên ngoài chỉ sóng sùng cái cho anh em xem ha. Đó. Cửa nè. Anh em à, mở cái là beo tự động chạy. Đóng lại. Đó. Dòng này là beo chạy nha anh em. Gon nè, gon chỉ cửa đầy đủ ok, rất là đẹp nha anh em. Mua về trả liền luôn để quay sơ bên ngoài cho nữa. Đó. Con này mình chào bán với tiền là 57 triệu nha anh em, có bớt chút đỉnh cho anh em ở xa nha. Đó, túp lô túp bi là zin hết nha anh em. Túp bi là nỉ zin của nó nè, có đèn báo cửa luôn nha. Đèn báo cửa nè, kính bấm nè, kính bấm lóc cửa. Beo chạy tự lực nghe hiệu luôn nha anh em nè. Ghế da mình mới lợp ha, ghế da lợp mới. Đồng sơn si con này thôi khỏi chê, cực kỳ chất lượng luôn. Anh em nhìn hình đánh giá ha. Đẹp thế này mà chỉ có giá tiền 50 mấy triệu thôi, bằng một con ở Nakmo xe cũ thôi ha anh em. Chưa được con xe mới nữa. Đó. Chạy che mưa che nắng luôn, chạy gia đình ha. Âm thanh nè, máy lạnh nghe nhạc cực kỳ luôn nha anh em. Vô cái đầu Toyota nè, đầu là của Vios đời mới vậy đó. Nghe nhạc rất là ok luôn nha. Củ số cực kỳ đẹp luôn nè. Dây zin nó luôn nè anh em. Chuẩn ghê. Con này nói chung là không có che vào đâu được ha. Chạy rất là an toàn, che mưa che nắng gia đình luôn. Mà giá nó thì nó chỉ bằng một con xe máy thôi. Bao nhiêu em chạy luôn vậy bữa không thích bán lại nha anh em. Hoặc là có dòng nào cao anh em đổi lên, nâng cấp lên tiếp ha. Đó, anh em nhìn gầm dưới nè, rất là chuẩn nha. Rồi anh em nào mến thì alo em qua số điện thoại 0397026935 xem xe Bến Tre nha anh em. Có hỗ trợ giao xe tận nhà cho anh em và hỗ trợ thu cũ đổi mới luôn ha. Hỗ trợ tập lái đầy đủ luôn, anh em mua cứ chạy Tết đi ha, không thích thì đổi xe khác. Bên em cũng còn nhiều dòng lắm. Đó, anh em thấy chưa? Rất là đẹp nha. Con này không chơi vào đâu được, giá tiền lại rẻ nữa. Máy cực kỳ im luôn. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều nha. Chúc anh em có một buổi chiều thật vui vẻ bên gia đình và hạnh phúc nha. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ.